Ông ăn một ít thôi, mỗi thứ một ít. Thôi đừng có lấy muỗng, bóc luôn đi. Này bóc mới ngon. Ít thôi mọi người. Chưa hình dung được cái này là cái gì luôn. Hay quá vậy. Nó là chiên. Nó rất là nhiều dầu. Hơi nhiều dầu nhưng mà không hình dung được cái trong đó là cái gì. Cái này là bánh gì à? Không biết. Mà cũng ngon. Không biết. Tôi không biết. Thầy mà không biết. Có bánh bao này. Có bánh bao đó thì biết. À, bánh bao chiên à. Bánh bao chiên thịt đó. Ý là cái mùi, cái vị đó. Cái mùi dầu nó hắt lên. Nó rất là đường phố. Nó rất là bình giả. Mà nói theo ngôn ngữ của ông là ông hướng nghiệp cho người ta là ông chọn cái tầng lớp chung, tầng lớp thấp. Thì những cái món ăn này nó xuất phát từ cái tầng lớp thấp, chung và thấp. Thì hồi xưa sau những lần mà ông chơi net, thậm chí ông net đêm, thậm chí là những cái lúc mà nó đạt tới cái ranh giới là giữa cái sự thành và bại, thì ông không còn tiền, ông mua ổ bánh mì ông ăn hay không, ông mua những cái món mà chỉ có 2.000-3.000 đồng ông ăn thôi, nhưng mà nó vững no. Mình ăn là mình no để mình làm, chứ không phải là mình ăn để mình thưởng thức. Ý là cái thời đó đó. Thậm chí bây giờ cũng vậy. Sau những lần livestream nó gấp quá, mình chơi cái ổ bánh mì cục bánh vậy á, mặc dù nó hại sức khỏe nhưng mình quen rồi, game thủ mình quen rồi, streamer mình quen rồi, thì bây giờ tôi cần ông đưa ra một cái gì đó về cái chiêm nghiệm của mình đi. Thì nếu mà nói về những cái gọi là những cái món đồ ăn vội như vậy nè mà rẻ tiền như vậy á, thì chỉ quay lại cái gọi là cái khoảng thời xưa thôi. Còn tại vì bây giờ nhiều khi là cũng có có vợ có con rồi, cứ về nhà là cơm nấu sẵn, mình cũng nhiều khi chả ăn được cái mấy miếng này. Bữa ăn nhân định nó quan trọng lắm. Bây giờ mình mới tận hưởng được cái điều đó. Bây giờ cảm giác mà ăn lại những cái món này thì nó lại thích. Nó nãy giờ tôi ăn. Ăn ít thôi. Còn nữa. Đó thì ok, bữa ăn xong. Ông cứ nói, ông vừa ăn ông vừa nói càng tốt. Cứ vừa ăn vừa nói. Nhớ là cái khoảng thời điểm mà X Game, cái thời mà ở thằng Warzone. Thời đó có một cái quán cơm 15.000. 15.000 thôi nha. Mà ăn ở đó không ăn ở đó là nó sẽ cho ông ăn cơm miễn phí. Thằng nhớ thời điểm đó là tôi, thằng Gojon với thằng Brinsy, nó là ba thằng. Cứ sáng nào cũng lại đó ăn. Cứ trưa chứ, cứ trưa lại đó ăn. Ăn xong là ăn kêu một dĩa cơm ra, là ăn thêm 2-3 dĩa cơm thêm, là chiều nhịn luôn. Tại vì ngày có nhiêu đó tiền để ăn đó. 15.000. 15.000 đó. Ừ. Ngày có đúng 15.000 để ăn cơm. Rồi xong 10.000 để uống chai nước. Chitin hay là cái gì? Chitin, rồi Pepsi hoặc là cái gì đó tùy. Đó, ừ. Em thích cái gì uống, đó là ba anh em. Ba anh em cứ ăn xong bắt đầu là chiều tối nhịn. Là cứ ngày này qua tháng nọ. Nhiều khi là có quán nét đó thì có cái bình nước lọc. Mà nhiều khi đó không phải là nước lọc, nó nước, là nước máy. Nước máy người ta để lên thì uống cái đó thôi. Đó, kiểu vậy. Thì cứ ngày này qua tháng nọ là ăn dậy sống qua ngày, rồi bắt đầu chơi game ba anh em. Rồi sau đó thì tụi nó vô được bên SAJ. Đó thì vô do với RC vô được bên SAJ thì cuộc sống của nó đỡ hơn. Đó, còn thời điểm đó thì ba anh em cứ đùm bọc nhau sống vậy. Đó là một cái khoảnh khắc mà mình nhớ, tuy khổ lực nhưng mà đầy kỷ niệm với nhau. Tôi đoán là như vậy. Đúng rồi. Còn bây giờ tìm lại thì chỉ mình chiêm nghiệm lại thôi, chứ trải nghiệm thì bây giờ cũng hơi khó. Rồi bây giờ tôi đưa cho cái này. Ông chỉ được lấy tay ông chấm và ông nếm. Nếm đúng 3 lần thôi. Không được nếm nhiều. Nếm nhiều là bị đau bụng. Cái gì vậy? Yên tâm không có bị gì đâu, nhưng mà nếm 3 lần thôi. Lần 1 thì vẫn chưa ra, lần 2 nó mới ra. Cà phê à? Đúng. Đâu, ông đưa cho tôi coi coi. Ông đưa coi. Này là cà phê. Cà phê gì? Cà phê gói. Cà phê gói mà mình hay gọi là cà phê hòa tan. Ừ. Những lúc mình không có tiền, ly cà phê đá tầm 7.000-8.000 cũng có. Thì một gói cà phê hòa tan vậy 1.500-2.000 mình uống vội để cho cái tỉnh táo. Mình chơi một ván game, mình training cùng anh em.
hay là mình coi một cái trận đấu bóng đá kinh điển. Ông cũng đam mê chơi game bóng đá mà, tôi thấy không có. Thì cái vị này nó gợi cho ông cái điều gì của quá khứ, hiện tại luôn, thậm chí hiện tại luôn. Cái gì nó vội vã đó. Nó vội vã hả? Cũng như cái gói cà phê hòa tan vậy nè, nhưng mà nó tiết kiệm được nhiều thứ. Vừa vội vã mà vừa phải tiết kiệm nè. Cái gì nhỉ? Cái gì mà... Thôi bây giờ ông nếm lại một gói, nếm lại một chút. Cứ nếm lại đi. Cái gì mà quan trọng mà nó vội vã mà nó vừa phải tiết kiệm? Giống như hồi xưa. Chắc là ăn mì tôm thôi à? Đúng. Chỉ có vậy thôi. Ăn mì tôm rồi sao? Cái này là chỉ gợi nhớ cho những cái gọi là những cái lúc mà gọi là chơi nát đêm đó. Những cái lúc chơi nát đêm. Hồi xưa thì có hay cài nát đêm á. Mà nó... Ông biết là nát đêm là nó thường thường nó sẽ có kiểu giống như là mì nấu, mì trứng này nọ, các thứ mì xào đó. Cho phục vụ game thủ đó, rồi thì thường thường cũng sẽ ăn những cái gọi là những cái gói mì đó, nó vừa ngon nó vừa bổ rẻ. Nhưng mà có những cái thời điểm mà đến mức độ mà mình phải tiết kiệm từng đồng một để mình nạp giờ. Ví dụ giống như bây giờ ông ăn một tô mì trứng đó, ông tốn hết 10.000 đúng không? Đó thì ông ra ông mua một cái gói mì có 2.000 thôi, ông tiết kiệm được 8.000, ông nạp tiền giờ để ông chơi game. Đúng không? Cái kiểu như là mình chuẩn bị mình bước vô cái quán net đó là trước đó mình phải xác định là bao nhiêu tiền. Đúng rồi. Một tiếng rồi ăn gì, uống cái gì, phải chuẩn bị hết cái tâm lý gì đó. Đúng rồi, nhiều khi mình phải tính là hôm đó tối hôm đó là mình phải đi chơi đêm với lại tụi nó. Rồi á, 20.000 là một cái gói chơi đêm là chơi từ 12 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng đi. Đó thì mình sẽ chơi đêm, mình sẽ bỏ 20.000 đó ra. Thì là mình sẽ không còn đủ tiền mình ăn, gọi là kêu một tô mì trứng cho mình ăn. Thì cái lúc đó là mình sẽ chuẩn bị những cái đồ ăn giống như là kiểu mì gói sống á. Rồi xong nguyên đám cầm ăn chung nhau, rồi bắt đầu chơi tới sáng, rồi bắt đầu về ngủ, thế thôi. Cảm giác bây giờ kiếm lại cũng hơi khó, sợ bệnh tật ấm, sợ lắm. Chứ hồi đó không có sợ. Một ly nước, một ca nước, đổ chai nước ngọt vô và chia cho nhau uống cho miếng, uống ké, rồi điếu thuốc, rồi một tô mì cùng nhau ăn, kiểu như vậy. Mà bây giờ thì khó kiếm lắm. Bây giờ thì không có. Bây giờ thì nhiều khi ông chơi nát đêm nó phục vụ cho ông bún bò Huế, rồi cơm chiên này nọ, các thứ có đủ đầy đủ hết. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không đã bằng cái gọi là cái khẩu vị mà hồi xưa mình chơi nát đêm mà kiểu khổ. Rồi tới cái này. Cái này à? Đây. Mỗi cái một ký ức nha. Mỗi cái một ký ức hả? Ừ. Rồi đó. Nhưng mà đối với tôi cái này á thì nó chỉ có đúng một ký ức thôi. Ký ức nào? Ký ức hồi xưa. Hồi nhỏ. Nhưng mà phải thật lòng chia sẻ nha. Đừng có tiếng thắt nha ba. Cái này là đúng là ký ức hồi nhỏ luôn. Hồi nhỏ mà kiểu hồi lúc mà tôi mà còn khoảng bao nhiêu tuổi ra, lúc tôi bắt đầu chơi game là năm lớp 6, khoảng 12 tuổi. Là lúc đó tôi bị đam mê cái môn, cái đó là cái môn game đầu tiên mà khi mà cái dàn máy tính về á. Thường thường là xưa là bấm BS đúng không? Bấm BS. Bấm BS4, BS, cái đó hồi xưa là BS1 à. Đó. Là hồi xưa là chỉ chơi đó thôi. Rồi xong tới thời điểm tôi vô năm lớp 6 là nó có bắt đầu máy tính. Là cái game đầu tiên mà tôi bị nghiện luôn á. Tôi đã từng, cái thời điểm mà tôi vô lớp 6 là năm đầu tiên luôn á, là tôi đạt loại giỏi, là đứng hạng nhất lớp luôn. Đó, sau đó tôi nghiện cái game Half-Life đó. Trời ơi là trời. Ta nói ha, là cứ ngày nào cũng chui vô đó chơi thôi. Cứ ngày nào cũng chui vô đó chơi. Thì cái này là cái món này nó đi đều mỗi buổi sáng, giống như kiểu là sáng mẹ cho tiền ăn là kiểu như là ăn cơm hoặc là ăn hủ tiếu hay là cái gì đó, không ăn cái này ăn bánh dừa, rồi bánh chuối, hoặc là xôi giò này nọ đó, rồi với lại chè đó, cứ đạp xe đạp ra buôn bịch đem vô tiệm nét. Rồi xong ngồi chơi,
rồi nạp giờ vô chơi, chơi bán khách đây tới chiều, tới chiều chưa là về ăn cơm chín. Đó là cứ sáng nào cũng ăn cái này. Thì cái này gợi nhớ cho cái đó. Từ cái lúc mà gọi là nghiện cái game đó là bắt đầu là đi bụi luôn đó, là công việc học hành bắt đầu là sa sút đó. Cái giai đoạn đó là năm mấy? Năm học lớp 6, 12 tuổi. Ừ. Là bắt đầu là nghiện game online. Hồi đó là chỉ chơi offline thôi. Là cái game hotline đó là chỉ chơi trong phòng net chơi với nhau thôi. Đó, nhưng mà rất là đông luôn. Nhưng mà rất là vui. Tôi đúng nhớ rồi. Là tôi đi học xong mà buổi trưa tôi nghỉ, tôi rủ mấy bạn tôi là chơi đế chế bóng đỏ, nói lan lại với nhau. Đúng chơi. Rồi, đó. Chơi kiểu cảm giác không phải là... Tại vì mình chơi... Mình nghiện ở đây có thể là không phải nói là nghiện game, mà nghiện cái không khí mà anh em chơi chung với nhau, mấy chục thằng chơi chung với nhau á đó. Rồi sau đó tới cái gọi là sau cái hotline đó là lại tiếp tục ra là võ lâm truyền kỳ đó, là cứ tiệm net nào cũng có mười mấy hai chục thằng mà chơi chung với nhau, rồi bắt đầu bạc ti với nhau, đi quýnh lộn này nọ, đi đồ xác, rồi chơi chung với nhau, nghiện cái cảm giác đó, nghiện cái không khí đó. Rồi xong cái từ từ mới bắt đầu là mình cứ đam mê, là cứ cái game nào ra là mình cũng chơi, game nào ra mình cũng chơi. Rồi xong cái tự nhiên tới lớn luôn, tới thì điểm hiện tại giờ luôn là mình cứ nghiện game thôi đó. Đôi khi quán nét tình tỷ nó là khái niệm của không gian. Không, tôi nghĩ không phải đâu. Tôi nghĩ là quán nét cỏ là một khái niệm về không gian, còn nhắc đến quán nét tiền tỷ là một cái khái niệm về trải nghiệm chuyên nghiệp gì đó. Ông nghĩ câu đó đúng không? Đúng rồi. Không gian. Đúng rồi. Về cái phần mà gọi là quán nét mà gọi là tiền tỷ á, thì nó chỉ thể hiện một cái bộ mặt mới của nói chung là nó chỉ thể hiện cái gọi là cái đẳng cấp của một cái tiệm nét thôi. Là tiệm nét nó có phục vụ về cái phần mà gọi là chất lượng phục vụ, chất lượng đồ ăn, rồi này nọ các thứ ở trong tiệm net, chứ nó không có kiểu giống như là tiệm net cỏ. Đó chính là không khí trên net là kiểu là mọi người ở đó đều quen biết nhau, mọi người ở đó đều có thể chơi chung với nhau một cái game nào đó, mọi người ở đó đều có thể làm bất kỳ một cái hoạt động gì đó chung. Sau khi chơi game xong thì mọi người đó có thể đi đá banh, đi đồ này đó các thứ. Còn bây giờ mà ông vô một cái tiệm net mà gọi là tiền tỷ đi, ông cũng chả quen biết ai, cứ mạnh ai một máy ngồi chơi, chơi xong cái đi về thế thôi. Nó cả không có để lại gì cho mình ấn tượng. Đúng rồi. Đó là góc nhìn của ông về quán net cỏ và quán net tiền tỷ. Mà rõ ràng Việt Nam mình nó hay lắm, ẩm thực Việt Nam mình nó hay lắm. Có món chay thì có những cái món như là món kiển, rồi bánh trái, rồi tùm lum tà la. Giống như bây giờ tôi hỏi ông nha, về ẩm thực Việt Nam mình là nó hay chỗ nào? Người Ấn Độ á, họ tới Việt Nam mình ở Sài Gòn, mình du nhập họ là gì? Cái món cà ri dê á, cái nó mình biến tấu thành cái vị của người Sài Gòn mình luôn, kiểu vậy. Người Việt Nam mình nó hay chỗ đó. Hay là cái gì quên rồi, thôi cải ăn này đi, quên rồi. Định nói gì quên rồi, cài ăn đi. Gao câu à? Ở câu câu. Gao câu này thì không gọi nhớ quần gì hết. Thì cứ ăn đi, ăn cho no cũng được. Ừ. Ngon. Ngon mấy cái chữ không? Ngon. Gao câu này là không biết là cái gao câu này đặc sản ở đâu nha. Ừ. Nhưng mà ở dưới miền Tây tôi từ nhỏ giờ. Ông ở Sa Đéc hay ở đâu? Sa Đéc. Ok. Là tôi đã tiếp xúc với mấy cái món đồ ăn kiểu như vậy rồi. Cho nên ở đây thì thực sự là nó ấn tượng về gạo câu, nó chỉ có một ấn tượng thôi là ngon thôi. Ừ, chứ không có ấn tượng gì gợi nhớ về quá khứ hay là cái quần gì hết. Vậy thôi ăn. Ăn thôi. Ăn đi, chơi thủ ăn đi. Rồi thì cái đừng ngộ ha, đôi khi cái mà mình không có cái ấn tượng gì để mình chia sẻ nó quá dông dài. Ừ. Thì mình chỉ biết vài từ thôi, ngon hoặc dở, mình ăn hoặc là mình không ăn. Còn có những cái mà nó dây dứt cái quá khứ của mình á, nó làm cho mình gợi nhớ những cái câu chuyện tủm mỉm gì đó. Ừ. Thì mình lại ăn ít, nhưng mà mình dành cái năng lượng đó để mình chia sẻ nhiều. Bữa này ngon thiệt. Thầy ngon. Cái bánh này sao? Cái bánh người ta gọi bánh ngoài Bắc người ta gọi là bim bim phải không ta? Bim bim. Người Sài Gòn mình gọi là cái gì? Nhiều. Người Sài Gòn mình có thể gọi là snack.